Rồi hứa như lời hứa anh em ha, thì hôm nay mình lên cái hai cái đèn chợ sáng mini X100 dùng trên nút đề zin của Vario 2018 2019 ha, không phát chế. Thì giờ mình để mình test cho anh em xem ha. Thì cái bộ mạch này khi mình đưa lên thì nó chỉ có trên ở đây chỉ có hai cọng dây, ba cọng dây lên trên đây thôi. Cũng gọn gàng ha. Đây thì bây giờ mình sẽ test sơ những cái tính năng của nó cho anh em xem. Thì á khi anh em đánh thức đây, bây giờ mình để mình đánh thức ha, rồi mình bật khóa lên đúng không ạ? Rồi khi mình bật khóa lên, mình đề máy là mình phải bóp thắng đúng không anh em? Mình đề máy là mình phải bóp thắng đúng không? Mình đề máy là mình phải bóp thắng này vô mình mới đề được. Thì khi tại mình đá cái chống ngang xuống, mình không muốn cho nó nổ nha. Rồi khi mà mình bóp thắng, anh em thấy mình bóp thắng ha, thì nhắn giữ luôn cái đèn không bao giờ nó hoạt động nha. Rồi bây giờ mình thả cái thắng ra, anh em thấy nè, mình thả thắng nè, bóp thắng vô nè, thả ra nè. Đúng không ạ? Mình bóp thắng vô là cái đèn nó không hoạt động nha. Thả ra. Đó anh em thấy không? Vậy là vậy thì khi bây giờ mình đá chống ngang này lên. Rồi mình đề máy, khi mà anh em lên xe anh em đề máy thì như thế nào? Anh em bóp thắng, anh em đề cái đèn này nó không được đá. Đây bóp thắng đề máy nổ. Đúng không? Bóp thắng đề máy nổ thì cái đèn nó không hoạt động. Khi nổ máy rồi giờ anh em muốn sáng. Trước tiên bây giờ anh em muốn bắt sim thì sao? Anh em nhắn giữ thì nó cả sáng cả hai đèn. Đúng không? Rồi anh em nhắn một cái sáng một đèn, anh em muốn nhắn muốn sáng đèn đèn vàng luôn thì như thế nào? Anh em nhắn hai cái, nhắn hai cái thì nó sẽ sáng cả hai đèn, sáng cả hai đèn. Rồi anh em nhắn giữ đó, rồi thì cái bộ mạch này thì nó đi lên gồm là có bao nhiêu dây thì nói cho anh em luôn. Bộ mạch này đi lên thì gồm có một dây sau khóa, một dây tấp tay, một dây tín hiệu đề từ màu xanh nhạt ha, dây tín hiệu đề đây. Khi chưa bóp đề thì cái dây này nó 12V. Khi anh em bóp đề thì nó là 0V. Đây cái dây màu xanh nhạt ha, dây màu xanh nhạt này đây. Đây màu xanh nhạt. Đây dây màu xanh nhạt này giống như cái dây nút càng của xe Rimway mình đây. Khi chưa bóp đề thì nó là 12V, khi anh em bóp đề nó là 0V thì mình mượn cái tín hiệu này mình câu cho gà le. Đó để khi mà mình bóp cái thắng này, khi mình bóp cái thắng này ha, khi mình bóp thắng tại đề xe ga đề máy là phải bóp thắng, khi mà bóp thắng gì thì mình nhắn vào để mình đá chống ngang xuống để nó nổ máy ồn anh em. Rồi vậy là khi mà mình bóp cái thắng này vô đúng không ạ, thì mình nhắn cái nút này mình nhắn giữ hoài luôn, cái đèn này nó đâu có hoạt động đâu anh em thấy không, không hoạt động ha. Đây khi mà mình thả ra, khi nổ máy đề nổ máy rồi mình thả cái thắng ra anh em thấy không nè. Đây đó, vậy thì khi nổ máy rồi anh em chạy, anh em muốn bắt xin thì anh em chỉ việc giữ nút đề là bắt xin ha. Muốn sáng một đèn đó, muốn sáng cái đèn vàng đèn trắng thì anh em nhấp một cái, anh em muốn sáng cái đèn vàng thì anh em nhấp hai cái, sáng cả pha đèn trắng và đèn vàng ha, hai cái. Khi đã sáng hai đèn rồi anh em nhắn giữ nó auto đá cho anh em hai đèn đó, thì nó cũng vài chức năng thôi đó. Một chạm là sáng đèn trắng, hai chạm là sáng đèn vàng. Ở hai chạm sáng đèn vàng nhắn giữ thì nó sẽ là auto bắt xin. Đó, hai chạm sáng đèn vàng, hai chạm tắt đèn vàng. Một chạm tắt luôn, nhắn giữ là đã. Đó. Thì nó mà hộp thì mình tạm thời mình đang hết hộp, mình đang gắn cái hộp bự này, tại vì cái hộp ở trước này nó cũng rất là rộng ha. Trong đây hiện tổng cộng là 5 6 con gà le nha anh em. Hai mạch 6 gà le. Tại sao mà nó lại nhiều như vậy? Tại vì á mỗi cái tín hiệu ra cho đèn này á, là mình đi gờ le ha, để cho nó tải trên gờ le không tải ra cái bóng đèn, thì cái mạch của mình cái con chan sito để mà dập, nó dập có cái thì nó dập là dập ra 12V, có cái là dập ra mát, thì mình đi gắn qua gờ le nó tải trên con gờ le, nó là hai con gờ le để lấy tín hiệu từ công tắc đề để cho nó tiếp điểm của hai cái mạch lại cho nó hoạt động đó. Là hai con, một con là đưa vào tín hiệu của cái nút đề này, và một con thứ sáu là con thứ sáu là đưa vào tín hiệu công tắc phanh đó, tín hiệu công tắc phanh. Vậy là nó hai mạch này nó gắn là 6 con cho hai đèn đó, dùng trên nút zin không có khuyết chế, không khuyết chế ha, không khuyết chế. Vậy thì khi mà mình giải quyết được cái việc là khi mà bóp thắng như vậy để đề máy, cái đèn nó không có hoạt động, vậy là ok. Khi mình thả ra nó mới được hoạt động, vậy là mình không cần phải khoét chế gì hết.
chứ giờ cái này nó đâu có gắn nút bách xin SH được đâu. Đó, không gắn nút bách xin SH được. Anh em câu cái dòng xe này thì anh em phải chế thêm công tắc. Đó, anh em phải chế kim công tắc, hoặc là anh em gắn cảm ứng chạm gì đó. Nhưng mà cảm ứng chạm dành cho cái đèn nào nó chỉ là một đèn thôi, còn cái đèn này là nó hai đèn. Đó, thì anh em gắn không không thấy được ha. Đó, nên là phải dùng qua mạch, dùng qua bên nút đề. Rồi vậy anh em ha, tại vì hứa với anh em thì đây con Vario này mới cứng luôn, Vario mới cứng thì lên cặp đèn này. Đó, dùng trên nút đề zin luôn, không phải khoét chế gì hết. Dùng trên nút đề zin không khoét chế gì hết. Một chạm thì sáng một đèn, hai chạm thì sáng hai đèn. Nhắn giữ là auto đá, bốn cốt đá liên hồi. Đó, nhắn hai cái thì tắt cái đèn vàng đi, khi tắt đèn vàng mình nhắn nó cũng đá bốn cốt luôn. Trắng vàng đá liên tục ha. Đó, hai chạm thì sáng đèn vàng, hai chạm tắt đèn vàng, một chạm tắt luôn. Đó, tắt luôn thì nhắn thì đá. Khi đề máy, để trái chống ngang lên. Rồi, khi đề máy mình bóp thắng, mình đề máy máy nổ đèn không được hoạt động. Thả thắng ra. Đèn hoạt động. Rồi, vậy là ok anh em ha. Một chạm sáng đèn trắng, hai chạm sáng lên đèn trắng đèn vàng, nhắn giữ đá. Rồi vậy ha, chào mọi người ha. Xe này thì mới có 3.000 mấy cây thôi nha anh em. Xe này keng xà beng luôn, keng xà beng luôn, khách chơi hai cây đèn X100, dùng trên nút đề zin, dùng trên nút đề zin, không khoét chế ha, không khoét chế. Rồi ok vậy ha anh em ha. Rồi kết thúc video mọi người ơi.